xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của Lan Anh Mơ. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một map, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đau gót nha. Đầu tiên các bạn vào cái chu kỳ bàn cỏ map con đi in, mình kéo xuống bạn chọn thằng cá gan, bạn chọn vào ví dụ bàn map này, các bạn bấm vào link đau gót của nó, còn nó sẽ dẫn các bạn đến một đường link khác. Bạn nhấn vào phần download đủ không đây, bạn bấm tạo tập mới, mình sẽ download thì các bạn một cái map, mình sẽ dẫn các bạn cách tài map và map đi in nha. Các bạn nhấn vào phần nhập nữa không? Phần nhập mà mai nhá. Xong rồi nhấn vào chỗ này nè. À, nó chỗ này nhấn vào đi. Tấm còn đau. Bạn có một chỗ nào chỗ nào có mình tấm còn đau đó. Tấm chữ map. Nhập, bạn bấm chữ nhập, bấm nhập map nha các bạn. Nhập thành công đúng không? Rồi. Giờ các bạn ngót ra các bạn vào ngay cấp đi. Đâu cần bóp hay chưa kho nữa nè. Sẽ có một cái cầu thang chỗ này. Đó, mình sẽ có một cái nút này là bấm và mình đi vào. Bạn bấm mở nút rồi nó sẽ có một cái đường mà nó đi xuống đây. Ở đây là một chỗ máy farm, các bạn gọi máy farm không? Mình sẽ cho bạn xem nè. Mình sẽ dùng bực tinh rắc lên nó sẽ farm với bạn, thấy không? Tiện lợi, rất tiện lợi. Cái mã đó này đây, thu hoạch xong nó thu hoạch nó sẽ để trong đây, đó thấy không? Những cái này cũng như vậy thôi chứ không có gì đặc biệt. Đây là phần nấu tự động, đây là phần để bơi gốc các bạn. Nhà kho để đó. Đây là chỗ mặc giáp nha các bạn. Bạn cần đi qua đây, nó sẽ cho bạn một bộ giáp. Bạn đứng lâu á sẽ cho bạn hai bộ đó. Bạn để ý bên đây có một công tắc, bạn chỉ cần bật công tắc lên thôi, nó sẽ làm cho bạn một đường như này. Đó, đi xuống. Đó, không cảm máy mình nhớ đang bị văng ra, không cảm nha các bạn nha. Mình sẽ ghi qua view map nha nha. Bạn ấy đi dưới chỗ này nè, bạn nhấn nút một cái sẽ mở ra một cái đường.
Em biết đây gì không? Đây là trước của địa ngục sống mở chứ đứng ngục ta vào trong địa ngục. Cái này nó có xây cho mình luôn ra không hả? Mẹ, mình sẽ gà. Gắt nha các bạn ơi. Cái này cũng có thể tắt luôn các bạn. Ba, gắt. Cũng có thể tắt nha các bạn. Bạn thấy nó ở phía trên mình sẽ cần nhấn vào nó. Tắt. À bây giờ mình chấm đá phòng này. Cái này là phòng đi ra các bạn. Nó sẽ không để cho mình nút. Cái nút mở cổng này mình hay rất khá thích, cái này rất là tiện. Cho bạn coi nha, bây giờ mình sẽ chế thuốc này xuống tối, mình chỉ cần nhấn nút này một cái nữa nó sẽ lên thuốc như này và tắt này đi. Nè, nó chế trong này mình sẽ nhấn vào cái này, mình nhấn vào cái này một cái, nhấn vào cái này, cái hát này sẽ bị cho vào, đó ha, định chờ chút đá đỏ tăng lên ai, độ lâu của nó, chưa bật cái này xuống. Đá đỏ một cái nhấn này lên, thấy không? Đây là thuốc mình xin thuốc thở với nước, thuốc mình xin uống tối các bạn. Rồi các bạn chỉ cần để đá đỏ tăng thêm thời gian nữa là được. À, chúng ta đã có thuốc. Ngon chim, ngon chim, ngon chim. Không. Ngon, đây là lối thoát lên trên các bạn. Này. Cái này nó hơi bị lỗi nhưng mà nhầm khi các bạn sẽ không lên được. Nhấn lên được thôi. Do nó bị lỗi không mà không có bị lỗi luôn. Thấy chưa? Tắm miếng nước quà nó lên không được. À, bây giờ nó lên được. Mình sẽ để đường link mát dưới các bạn. Đây, chỗ lúc nãy. Chờ mừng chút các bạn. Mình đang phải nhớ lại. Bạn muốn lên bạn hãy đi vào đây, hãy đứng cột mình nhấn nút một cái đó, nó cũng bị giống gỏi giống cái nãy vậy, nó chỉ quan tắt nó bạn không, bạn nhấn nút cái bạn bước đi vô nè, tắt thì bạn đứng xa xa, bạn nhấn nút con chạy vô liền mà không được anh chạy mình đi vô liền qua đó, mình nhấn cho mình nên tắt đi, ta sẽ không biết gì trên đây có nút đi gà các bạn, đi lên như thế này nữa. Mình sẽ review map biệt thự riêng của mình nha các bạn, mình đang xây à, bị đóng à, chỗ này à, chỗ này các bạn chỉ cần bật công tắc này bước xuống đây, đây là phòng à, nâng cấp đồ nữa nè, đây cụ nâng cấp bước xuống đây không chỉ mới leo 7 thôi, thì bạn nhấn công tắc này á lên cái leo 30 nè các bạn. À, VC rồi tắt đi đó, rất là tiện lợi đúng không các bạn, nó mà không bị lỗi cái này nè. À, thử này à, quá xinh rồi à. Ok phòng kế tiếp nha, kế tiếp có chỗ thôi, đi lên trên đầu ngủ rồi nhấn một cái
đi à, rất là khó lên. Nút các bạn gì đó rồi, là nút bật đèn. Không biết sao mà xuống cho không mất máu, lúc phần nào cũng không mất máu, còn cũng stable. Rồi còn phòng này bình thường không biết nha, đau cũng không rồi. Đây là phòng nấu đồ tự động nha, các bạn chỉ cần để đồ vào trong đây, để khay vào trong đây. Mình chỉ cần gạt con bật nút một cái thì nó được thứ tự cho đồ nấu rồi trong đây. Không. Clip review map của mình đến đây kết thúc. Nếu các bạn thích thì hãy like, share, ủng hộ cho kênh mình nha. Nếu như các bạn muốn mình làm thêm những clip như thế này, các bạn hãy bình luận ở phần comment. Liên đau map mình sẽ để ở phần mô tả các bạn. Bạn nhớ like cho mình nha. Mình nó chỉ cần các bạn đó. Like mọi người.